Phương pháp tác ý trị bệnh. Tác giả trưởng lão Thích Thông Lạc. Trong cái dân địa và trải qua cái thời gian mà tu tập thì mấy con ai cũng biết, nhưng mà đuổi bệnh thì mấy con chưa đuổi được. Có người đuổi được mà có người không đuổi được, cái bệnh mình cũng đuổi được. Cho nên gặp nhiều cái khó khăn đó. Mà muốn đuổi bệnh thì cái người đó phải tác ý. Các pháp đều vô thường, không có pháp nào là ta, là của ta, là bằng của ta. Để cho mình thấu suốt được cái lý đó. Vậy thì cảm thọ này có phải là của mình? Cái bệnh đau này có phải ở trong thân của mình? Bất cứ cái bệnh đau gì có phải là của mình không? Của nhân quả chứ sao là của mình? Làm gì có cái đó của mình đâu? Có bao giờ mình muốn mình bệnh đau không? Nhưng mà mình có quyền đẩy lui bệnh đó. Thân này là thân nhân quả chứ không phải là của mình. Cho nên Đức Phật nói đâu là của phải của ta, đâu có bản ngã của ta đâu. Cho nên do đó chúng ta phải có cái quyền đuổi đó. Vậy thì đuổi như thế nào? Phải bền tâm bền trí chứ. Ví dụ như bây giờ các con bệnh gì, mấy con nương vào hơi thở mà thấy hơi thở nó không bị rối loạn hô hấp, không bị tức, không bị mệt, thì mấy con nương vào hơi thở mấy con sẽ đuổi nó chứ gì. Cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra. Thì bắt đầu con hít vô, con thở ra, thì con thấy như cái bệnh trong thân con ra. Mà suốt 30 phút con ngồi đó, con vừa nhiếp tâm ở trong hơi thở mà vừa tác ý để đuổi nó. Thì thời gian này 30 phút, nhưng mà trong cái thời gian buổi chiều này 30 phút, buổi tối tôi 30 phút, buổi khuya dậy tôi 30 phút, tôi để đuổi bệnh của mình mà. Mà nó hết bệnh nó khỏi tốn tiền con sướng sao, mà lại nhiếp tâm được nữa, không phải khỏe sao. Cho nên mấy con khi mà có thân bệnh nhất định nhiếp tâm đuổi bệnh, không được, không có lo uống thuốc gì hết, chết bỏ. Bởi vì bệnh này không phải là của mình đâu, mình sợ nó là của nhân quả, đuổi nó ra cho khỏi, không có còn lễ cho chúng ta cảm nhận cảm họ đau đớn. Thì mấy con cố gắng đuổi, như bây giờ mấy con tăng xong lên máu chống mặt không hoặc gì đó, đuổi nó ra hết, đừng có sợ hãi, đừng có lo cái chuyện đó, không có lo. Mình có pháp, có Phật dạy cho mình. Bây giờ mình nhiếp trong hơi thở thì mà thí dụ như thầy bảo như thế này thì mấy con thấy câu tác ý mà sử dụng câu tác ý rất rõ. Cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra, thì thầy nhiếp vô thở ra, rồi thầy tác ý một lần nữa, cái thân bệnh này phải theo hơi thở mà ra, thì do đó thầy nhiếp vô thầy thở ra, rồi thầy tác ý tiếp tục như vậy 30 phút, xả nghỉ, nó chưa hết bệnh đâu. Nhưng mà buổi tối thầy tu tập kế, buổi khuya thầy dịch tu tập kế, rồi buổi sáng, rồi ngày mai, ngày mốt, liên tục ngày nào thầy cũng đuổi bệnh, gặp nó ở đâu thầy cũng đuổi. Bây giờ nó còn bệnh thì cứ đuổi hoài, đuổi chừng nào hết bệnh thôi. Đuổi riết nó mắc cỡ, nó phải vượt quãi quá nó đi chứ gì, nó đấy. Chứ làm gì mà có người đến nhà mình, tao không cho mày ở đây, mày cứ đi đi chứ không có được ở đây, tao không cho mày để đồ ở nhà này. Đuổi riết nó mắc cỡ, nó phải đi. Cái bệnh nó cũng vậy, đuổi riết nó đi. Cho nên ví dụ như trong một ngày, hai ngày, tuần lễ nó sẽ đi, mà nó không đi cho mà không đi, một nửa tháng mà cũng phải đi, mà nửa tháng không đi một tháng nó cũng phải đi. Trong một tháng rồi mấy con thấy sao nó đi mất rồi, không còn. Bây giờ không có bệnh gì nữa, trong thân này khỏe quá, không có gì nữa. Đó là cái gan dạ của mấy con đừng có sợ hết. Họ hỏi chút cái đi bác sĩ, họ hỏi chút đi nhà thương, thì cái nhân quả nó nói cái con người này nó sợ nhân quả mình lắm, cho nên gì mà sợ cái cho nó chạy đi bác sĩ, cho nó phải bỏ cái tiền nó ra để cho nó trả cái nghiệp của nó. Còn giờ mình không sợ nữa đâu. Bây giờ còn thừa tiền ta không có đi bác sĩ nữa đâu, không đi nhà thương đâu, phải cho người nghèo thì giúp đỡ người bất hạnh, từ sau thiếu gì người đó bỏ, chứ đâu phải là phải tích lũy ta ăn uống cho nhiều đâu. Một ngày ăn 3 bữa làm rất dạ cực khổ, ăn ngày bữa cũng sướng rồi, khỏi mất công nhai, khỏi mất công nước nuốt, khỏi mất công rửa bát rửa chén, ăn uống đâu có sướng sướng gì đâu. Ngày ăn bữa không như thầy có chết nữa, sống mà khỏe mà không đau không bệnh nữa, mà có bệnh đuổi gì mất. Rồi bây giờ tới chừng chết đi, bảo cái thân này tao giờ hết xài mày rồi, thì giờ mày phải tỉnh trí hơn đó, cho mày chết. Như vậy là rõ ràng là trước khi mà chết để người ta làm đám ma chứ cực, mấy con tỉnh niệm vô cái hàng rồi sau đó mới khuyên đi cho, cực lắm. Bây giờ mình còn đi đứng được, cần gì mà phải để cho người ta khuyên, đào cái lỗ bên hông đi ra, rồi trải tấm chiếu xuống, rồi mình trèo xuống dưới mình nằm, rồi mình bảo hơi thở tỉnh chỉ ngưng chết đi, cho mấy đứa cháu này nó lắc lại, thì sau khi mình nằm mình chết rồi nó lắc, có gì đâu. Thì phải khỏi người ta khuyên không, mấy con khỏi để bàn thờ. Mấy bữa làm đám ma chay phải tốn hao bà con đến đó, sau khi nằm chôn rồi nó bắt đầu vô đây để cái hình lên cái bàn, rồi bà con ai có đến nói ông chết, ông nằm dưới rồi chứ đắp đâu, chứ khỏi có ai cực khổ mà khỏi tốn tiền hàng dương được, đắp cho kỹ chứ không nó thành phần nó sẽ thối.
cho nên đắp kỹ đàng hoàng rồi trồng cây xoài lên, sau đó cây xoài ăn phân đó nó có trái. Bà con cái mùa xài về mình hái trái, mình cho người trái, cái xài của thầy ngọt. Có bao giờ cây xài tốt mới có trái, có cây trái nào nó không ngọt đâu, cái trái nào nó cũng ngọt, mà cái xài nào nó cũng có ăn phân chứ làm sao nó ăn phân, ăn rác một ăn phân bẩn chứ đâu. Bởi vì tất cả những cái thân chúng ta là bất tịnh, thì tất cả những cái chất bất tịnh ở dưới đất thiếu gì, mà càng bất tịnh bao nhiêu thì cái cây nó lại càng tốt bấy nhiêu chứ, nó cho trái lại càng ngọt bấy nhiêu. Cho nên mình chỉ ăn dầu vậy thôi, mình nó ngọt chứ thật ra mình ăn đồ bất tịnh thôi. Cho nên một cái người mà người ta hiểu biết rồi, người ta ăn thật sự ra vì sống mà thương mấy con ở lại, chứ ăn là một cái hành hạ, hành hạ đau khổ, đi ăn phải như nuốt phải nhai, nó cực khổ lắm chứ đâu phải ngồi chơi mới xuống sao. Mà có cái thân không ăn là sao, nó đòi ăn chứ bộ, nó chứ không. Nếu mà thầy nhập định thì nó không đòi ăn, nó không gì hết. Nhưng mà nếu như gặp khay vậy nó có lợi ích gì đâu. Như thầy nhập định bây giờ thầy có nói chuyện với mấy con được, mấy con có đến đây là thấy thầy những cái tượng ông Phật kia thôi, ngồi cứng ngắc đó rồi, tức là nhập định. Còn bây giờ thầy nói chuyện với mấy con này kia, đó là thầy đang sống một cái sự sống bình thường như mấy con. Cho nên vì vậy mà đang sống bình thường vậy thì cơ thể của thầy nó vô thường từng sát na, nó cũng thay đổi như mấy con, nó cũng già, nó cũng khẳng rồi. Còn thầy nhập định rồi thì nó đứng chết đó, nó không có thay đổi nữa. Thì các con thấy cái tượng xi măng kia nó có thay đổi, có bây giờ sơn nó mới rồi, giờ để lâu nước mưa nó cũ phải không? Cho nên cái quy luật của nhân quả và cái sự tu tập của con người nó làm chủ được cái hạnh phúc vô cùng. Thầy muốn truyền cái này lại cho mấy con, mấy con cố gắng tu tập rồi lần lượt rồi thì dưới đủ duyên thì có những cái trung tâm ăn dưỡng ra được, thì nơi đó nó là cái nơi để cho mọi người người ta học đạo đức, người ta về được nuôi dưỡng, được hướng dẫn người ta học đạo đức sống không làm khổ người ta. Còn chuyên sâu thì phải đi vào những cái tu viện chuyên tu. Thì hôm nay mấy con về đây thì thấy mấy con cũng còn khỏe, nhưng có Liễu Dân thì thầy thấy có bệnh. Không khỏe như một, không khỏe, không có khỏe như một lần, phải không? Nhưng mà con ráng vào trong này, thầy để rồi thầy sẽ gặp, thầy sẽ chỉ cách thức để mà tu đuổi bệnh con. Rồi về con sẽ chuyên cần con tập liệu đuổi cho sắp ba cái bệnh này ra, khỏe khoắn như mọi người, không có gì đâu mà sợ. Liệu pháp thì thầy thấy vững vàng, ráng mà tu, mà còn khỏe thì ráng mà tu mấy con. Ở đây mấy con thầy thấy coi bộ vững vàng lắm, về trong này được, đi đường xá xa xôi mà nhập về tới trong này gặp thầy như vậy là đủ duyên rồi, phải ráng tu rồi. Đứa nào cũng phải nỗ lực tu, tu thật tu, nghĩa là chúng ta sắp sửa cái tuổi đời chúng ta, cái thời gian ngắn rồi, chúng ta phải nỗ lực tận tình để trước khi mà chúng ta bỏ cái thân này mà chúng ta đi đi làm, mấy con có cái sức làm chủ. Và bây giờ đó không có để cho ai cực khổ với đối với cái thân của chúng ta nữa. Khi chết như thầy bảo mấy con mấy cháu đào cái lỗ đi, tao xuống tao nằm rồi tao tỉnh chỉ hơi thở tao ngưng rồi, thì tụi bay trên cứ lắp xuống. Khi đó cái đầu bây giờ khi mà hơi thở ngưng rồi, tụi bay không tin nữa, thì tao nói tin khi mà tao tỉnh chỉ rồi bây giờ rời cái lòng mũi tao có thở không, mà thì không thở thì lắp đi có vậy đâu. Thì nếu mà không tin nữa thì cứ bụng miệng bụng mũi coi tao có giải không, mà nếu tao không giải thì rõ ràng là tao chết rồi. Có phải không rồi, đó là cái thực tế của chúng ta mà. Cho nên vì vậy mới có yên tâm ráng cố gắng tu sẽ được cái đó, chứ thầy làm được thì mấy con cũng làm được chứ, có khó khăn gì đâu, đâu có khó. Cho nên hôm nay thì xác định chỉ trong vòng một tuần lễ vừa rồi thầy đến thì kiểm tra rồi thì hướng dẫn cho các thầy. Bây giờ các thầy tăng lên, người nào cũng thấy cái kết quả của người ta tu rất rõ ràng cụ thể lắm, tu rất kết quả rất rõ ràng. Mà chỉ trong vòng một tháng, mà nếu mà tiếp tục cứ mỗi tuần lễ thầy ra thầy gặp lần thì chắc là trong vòng vài tháng thì có người chứng đạo chứ không phải. Bởi vì Đức Phật nói 7 ngày, 7 tháng, 7 năm mà có 7 ngày mà đâu có lâu, tuần lễ cái gì, đúng không? Mà 7 tháng thì nó cũng đâu có lâu lắm đâu. Mà làm chủ được mà tu tập như vậy thì nó làm cái hạnh phúc rất lớn gì. Thì tin rằng mấy con nỗ lực thật sự tu tập thì nó sẽ đạt được cái điều đó, nó không còn khó khăn nữa. Tu tập với thầy thì thầy nói mấy con nghĩ là chắc thầy sẽ tấn mình chứ chắc khó lắm, nhưng mà không có khó đâu. Bởi vì ví dụ như mấy con chịu khó, mấy con giữ gìn đúng những cái giới luật, thầy cho mấy con cái thấp này,
mấy con đừng có đi ra vậy nói chuyện. Bây giờ thầy cho cái pháp này là pháp cấm nói chuyện thì mấy con đừng nói chuyện. Cứ ôm cái pháp này càng ngày càng tu, có sai thì sửa. Cứ vậy thì mấy con đi tới mà. Còn mấy con nói chuyện thì mấy con bị phá được cư, mấy con bị đạo, mấy con không đạt được. Còn cái pháp thầy bảo là tu cái pháp này là phải dùng cái hành nhẫn nhục. Ai có nói nặng, nói nhẹ, nói gì đó thì nhận thấy nhân quả, xả đi. Thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người, đừng có thấy ở cái người này nói vậy là sai, đừng thấy người ta sai. Mà mình thấy người ta trong nhân quả thiện hay ác thôi. Rồi mình nỗ lực mình thấy những cái sai của mình. Hễ mình thấy người ta sai, đó là mình sai rồi. Mình đã sai rồi, mình thấy lỗi người. Cho nên từ ngày đó mình thấy lỗi mình để mình sửa mình. Càng ngày mình càng tốt lên, không thấy lỗi ai hết. Mà hễ mình thấy vừa thấy người này sao dữ quá thì mình thấy người ta dữ đó là mình sai. Thấy không, hiểu chưa? Cho nên mình ngăn chặn mình liền. Như vậy là mày thấy sai rồi, không đúng. Thấy người khác dữ là mình sai. Người ta đâu có giữ tại nhân quả người ta vậy chứ người ta giữ sao? Phải không? Cho nên mình thấy một nhân quả, không thấy cái lỗi của người khác. Mà mình phải tìm thấy những cái sai của mình. Mà bữa hai sau mình ăn cái này mình thèm ngon quá, coi chừng mình tham đó, ngăn nó lại. Mày còn tham nữa, mai mốt còn mày thành món ăn đó. Có phải không? Nếu mình thích ăn món rau chiên, rau muống xào, mai mốt mình thành rau muống bây giờ. Ở đây mình thích thì nó phải tiếp tục tái sanh mình thành cái thứ đó chứ gì. Đó, hiểu chưa? Thì người ta cũng sẽ ngắt cái đầu rau mình ta lên ta xào nấu như vậy sao? Để cho mày ớn đi cho mày còn đẹp. Nghe người ta ngắt đầu mình chịu quá. Có phải không mấy con? Cho nên trong cái vấn đề tu tập mình có được cái tri kiến hiểu biết rất thực. Mình còn tham cái nào đó thì nó chiêu cảm cái tham đó đó, nó sẽ đi tái sanh cái đó. Con ưa thích cái gì bữa nay sao mà ăn cơm không có tương thì mai mốt nó thành tương. Tại vì mai mốt con sẽ thành cái đậu tương, người ta sẽ làm tương. Tại vì mình thích nó mình phải thành cái cây đậu chứ sao. Bởi vì cái tâm thích của mình nó đi tái sanh chứ không phải con người mình đi tái sanh. Cái thích của mình cái tư đường đó mà mấy con, cho nên nó làm cây đậu quá dễ dàng có gì đâu. Còn mình không thích thì nó làm sao nó tái sanh, nó đâu có tương ứng được với cây đậu đâu mà nó sanh. Cho nên mình còn giận á thì tức là mình còn sẽ sanh làm cái loài thú dữ, vật dữ hoặc là con người hung dữ, có điều đó là hẳn nhiên thôi. Đấy, cái tâm nào thì nó phải tái sanh cái điều này. Các bạn thấy, cho nên mình tu hành là hạnh phúc lắm. Biết liền, mày mà rụt rịch cái gì ra thì tao biết mày sẽ đi tái sanh cái thứ này. Có phải không? Mà cái thứ này tao có ham đâu. Làm cái đậu ai ham? Làm cái rau muống ai ham? Mai giờ mà đi mà lơ mơ đạo con kiến thì mai mốt sanh làm kiến thì ai ham? Có phải mấy con thế không? Còn mấy con ăn gà, ăn vịt thì sinh gà, vịt mấy con, vịt cúng da cầm nó đem nó quăng với hầm nó đốt nữa, nó chết nữa. Còn khổ không? Phải không? Còn thấy chưa? Tất cả mọi cái này chắc chắn là mấy con không ham. Cho nên chúng ta hoàn toàn ăn rau càng thực phẩm thực vật chứ không có động vật nữa. Mà nghe nó không có sự đau khổ của loài động vật. Vì như vậy là chúng ta đã sống bình đẳng trong sự sống. Bởi vì con vật nó có sự sống như chúng ta rồi mà chúng ta không giết hại nó, không ăn thịt nó, thì đó là chúng ta sống bình đẳng trong sự sống chúng ta. Mà cái người mà sống bình đẳng trong sự sống là cái tình thương yêu chúng ta và biết hiếu sinh cái gì không? Thương mình mới thương chúng sanh mới có ăn thịt. Sao đấy, hạnh phúc vô. Gia đình mình chưa hiểu còn thích thịt chứ còn bây giờ mình hết thích rồi. Mọi người chưa hiểu cho nên người ta còn muốn ăn thịt. Tại vì đó là cái thói quen. Cái thói quen. Cho nên ở đây càng tu càng ngày mình thấy hạnh phúc vô cùng. Mình sống bình đẳng. Thì hôm nay mấy con về đây nghe thầy nói cái phương pháp, cách thức tu đơn giản, nó đâu có khó khăn đâu. Chỉ có mình sáng nội lực. Tu không có thành thật mà có được cái nội lực làm chủ sự sống chết. Chúng tôi không cần mà phải biến hóa tàn hình phóng hào quang hoặc là bay trên trời. Chúng tôi không cần thiết cái này. Chúng tôi không cần biến hóa con chim, con gà, con chó, con heo. Chúng tôi không cần biến hóa cho mấy người. Chúng tôi không làm trò ảo thuật cho mấy người coi. Nhưng mà chúng tôi tu, chúng tôi làm chủ được bệnh. Chúng tôi tu, chúng tôi làm chủ được tâm. Người ta nói gì, ta chửi mắng gì, tôi không giận hờn phiền nào. Đó là cái tu của chúng tôi. Và như vậy là chính đường lối của đạo Phật. Chúng tôi tu sống không làm khổ mình, khổ người. Thì đó là cái tu của chúng tôi. Cái đạo đức của chúng tôi rõ ràng. Nó thì mấy con thấy trong cái sự tu. Bây giờ trong khi mấy con về đây đã thăm đài, có ai hỏi từ gì không? Bây giờ các con cứ hỏi ra. Con cứ hỏi đi con. Liễu dân con cũng nhớ con. Để đuổi. Thầy, năm qua thì con tự nhiên là ăn hết rất cao. Thế và thêm một cái suy nghiệp tuần hoàn não nữa.
thì tự nhiên con cứ thấy choáng váng đầu và nó rất là chóng mặt và rất là mệt, thế là uống thuốc cũng vẫn cứ mệt. Thế con nghĩ là trong những đấy thì con chỉ biết là con làm tĩnh tâm và con đưa vào hơi thở và con tác ý để người bệnh. Nhưng mà nó cũng nghe hướng nó cũng chống đối lại rất là nhiều, nó chưa thể nào nghe lời mình được. Thế nên là con cũng phải dùng thuốc mất một thời gian. Thế thì bây giờ thì con nghĩ là vào đây con không dùng thuốc, nhất định không dùng thuốc. Bởi vì bác sĩ nói là bệnh đã biết cao của con thì cũng không phải thuốc đến lúc chết. Thì đấy, nhưng vì nhiều người nếu không dùng thì dùng nó đột biến tai biến mạch máu não thì nó sẽ nguy hiểm. Nhưng là con xin là lần này con bây giờ thì con cũng khá nhiều rồi, vẫn còn, nhưng mà con nghĩ là con vào đây lần này là con xin đẩy bác sư và con không uống thuốc nữa. Và con sẽ tìm qua đây thì con không uống thuốc nữa. Và con sẽ tư nhân em xin thầy dạy cho pháp tu. Và đây thì con tư lấy luật để có thể là 1 tháng 2 tháng thì con xem cái bệnh tình của con nó theo cái lấy luật có giữ gì là pháp tu để cho nó được kết quả như nào. Thầy sẽ dạy cho cách thức nhiếp tâm. Rồi nhiếp tâm xong rồi thầy mới dạy cho con ăn trú. Vì không có thời gian phải tập luyện đó con. Ăn trú rồi bắt đầu mới đủ luyện nghĩa đó. Nó có rồi. Cho nên như vậy mà sống ở đây, thí dụ như theo mấy con tùy theo. Bây giờ thì trong khi đó mấy con không ăn trú theo thì có cái gì thì mấy con cứ uống. Nhưng mà khi mà thầy dạy nhiếp tâm, mà khi mà được ăn trú rồi thầy bảo bây giờ giúp thuốc. Là lúc bây giờ thầy biết mấy con có đủ cái khả năng để mà đối trị với cái bệnh của mấy con rồi. Còn mấy con chưa đủ khả năng thì mấy con đừng có giận. Khi nào mà thầy cho bây giờ không cần uống thuốc nữa, mấy con đủ khả năng mà chiến đấu với bệnh thì lúc bây giờ mấy con không uống thuốc nữa. Nhất định là ôn pháp mà vô được, chống lại với cái nghiệp thân của mình, cảm thọ của nó cái bệnh, thì mấy con sẽ phục hồi lại cơ thể một cách rất dễ dàng, không có khó. Thầy dạy của mấy con tập cho kỹ lưỡng. Thì mấy con thấy bây giờ thầy dạy từ một cánh tay đưa ra hoặc từ một cái hơi thở hít vô thở ra, rồi mấy con thấy từ một hơi thở cho đến 5 hơi thở, từ 5 hơi thở đến 10 hơi thở, từ 20 hơi thở, 30 hơi thở, xong rồi thì trong cái khoảng thời gian đó nó là 30 phút, thì cộng lại cái số thời gian mà tu tập trong một buổi 30 phút đó nó được bao nhiêu thời gian mà nhiếp tâm và không có niệm. Thì lúc bây giờ thầy căn cứ vào cái chỗ mà không niệm của mấy con đó, thì thầy dạy cho mấy con an trú. Mà khi an trú được rồi mà trong khoảng thời gian mà có cái khoảng thời gian nhất định rồi, thì thầy bảo về việc không cần uống thuốc đâu, các con đủ sức để mà đương đầu với cái cảm thọ cái lệnh của các con. Thì lúc bây giờ mấy con sẽ sử dụng cái pháp an trú được rồi, mấy con sẽ dùng cái pháp đẩy lui cách dễ dàng, không có khó. Yên tâm, con đến đây gặp thầy rồi thì bệnh nó sẽ chạy mất hết, không có bệnh nào mà dám vào đây. Dạ, mạnh khỏe mấy con. Con xin thầy con thành tâm ạ. Con xin được thầy, con được thầy mà con thì cách đây mấy năm mà 3-4 năm rồi, thì mà con bị cái bệnh như cổ rồi, con xin phát của thầy là thầy cho con phát thì ra con được rồi. Vậy nhưng mà con đến là con cũng chẳng biết giờ mà viết một cái thư để là xin thầy là thầy đã cho con phải vậy, nhưng vẫn chẳng gửi được thư cho thầy mà con xin cháu hối thầy. Rồi nó chào rồi. Hết bệnh là con xin bày thầy là con những cơn bệnh là ví dụ con như nó viêm họng hạ thế ạ, nhưng mà bị cảm hay bị gì đó thì ví dụ họng của con cứ đắt đắt trong thời gian mà nó viêm như mấy ngày thì là nó có ho cả, thế chứ cũng không phải là đau đớn là đâu cả. Thưa thầy, thế thì con chỉ xin thầy là thầy dạy cho con những cách mà làm sao mà con để con đỡ được bệnh, vì không con hay bị ho nó của con thì con nhất định con không uống thuốc được. Từ cái ngày mà con bị yếu cổ đấy là thầy dạy con, nhưng mà con quyết định là con không uống thuốc, con nghĩ là con cũng không chặt tháp đâu của thầy đâu, con không uống thuốc thì là của mình đội con vẫn là cứ giấu các cháu ở ngoài con bảo này dạ không mẹ thuốc uống giờ mà đến các bác uống mãi uống đủ thôi chứ cứ uống gì. Nên là thật ra con chỉ ôn khác rồi, con thầy thầy thì là con hiện nay thì con vẫn còn cứ là con cứ bị ho ho ấy, kiểu ví dụ là ho ho như là kiểu mà thời tiết ấy thì con sẽ bị là nó như là dễ họ hay cái đấy, thì trong khoảng 7 ngày hay 10 ngày thì nó vẫn bị ấy, thì con gửi được nhưng mà gửi nó hơi lâu. Thế thì bạn nó vẫn còn ngậm một chút cái chanh muối ạ, con thầy thầy có thế đấy, thì con xin thầy dạy cho con để con không có nghi ngờ nào con, dạ, vâng, con xin thầy.
Thầy bắt đầu bây giờ mấy con vô đây thầy dạy cho trị bệnh chứ không có cách nào tu để trị bệnh, tu để đuổi bệnh chứ không có gì, để đem lại cái sự bình an cho cái thân của mình để khi chết mình không bị những cái nghiệp bệnh nó hoành hành nó làm cho mấy con khổ. Nhưng mà khi mà đau thì mình biết này là khổ lắm đấy, cho nên như vậy mà chuẩn bị cho mình có được cái sự nhiếp tâm, có được sự an trú rồi thì mới vững vững mà khi mà có bệnh đến với thân của chúng ta là chúng ta sẽ đi ra được. Chứ còn nhiếp tâm mà chưa được an trú, chưa được làm một nỗi lo, làm một nỗi lo. Cho nên như vậy mà hôm nay mấy con vào đây thì mấy con phải nhớ kỹ tập nhiếp tâm, nhiếp tâm cho cẩn thận kỹ lưỡng nhất cho được. Rồi được rồi thì tập an trú cho được, an trú cho được thì mới vững vững. Chỉ có 30 phút thôi, thầy nói vậy, mấy con ngồi nhiều lắm, 30 phút thôi. Răng cũng, mấy con thấy cái tính lực của mấy con cộng với cái sự mà tu tập của mấy con thì cái bệnh nó có giảm, nó có bớt. Nhưng mà sự thật mấy con chưa được nhiếp tâm và an trú được, chứ mà khởi nhiếp tâm an trú được thì không có bệnh nào nó tác động vào mấy con. Khi mà đụng mấy con thì mấy con thấy nó bài ra. Cái bệnh mà viêm màng ngạt là tại vì cái phế quản của mình khi mà thời tiết nó thay đổi là nó bị viêm liền rồi, cho nên nó bị ho. Cho nên vì vậy mà cái cơ thể của con á, coi như là nó không có cái tật ở đâu rồi. Cho nên hễ mà thời tiết nó bình thường thôi, mà hễ nó có thay đổi cái bắt đầu con bị ho. Một lạnh hoặc nóng nó cũng ho, là lạnh không ho. Cho nên nó lắm là, nhưng mà nó ho không phải là ho nhiều như người bệnh ho. Nó phải viêm nó thôi, viêm phế quản. Cho nên vì vậy đó mà nó không bao giờ dứt, không bao giờ dứt. Coi như cái chỗ đó là cái chỗ mà hậu hạt của mình, cái chỗ nó yếu. Cho nên ảnh hưởng thời tiết là nó bị vậy. Nó bị rồi con ho. Cho nên nó thấy sao mà đuổi nó thì nó cũng đi đó, mà sao lại nó không hết luôn. Khi nào mà con được vào thiền định rồi cái cơ thể con nó sẽ hết, nó sẽ không còn. Rồi bây giờ nó chưa có được vào định, nó bị, nó không có gì hết.